Bitcoin. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một thử thách cứu người. Đó, và như các bạn đã thấy, đằng sau kia là Thanh Nhân Vanh. Đó. Chào mọi người, nhá. Rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có một team thôi. Đó, và mình sẽ phải Thanh Nhân Vanh sẽ phải làm nào cứu sống mình trong chế độ sáng tạo nha mọi người. Và Thanh Nhân Vanh đang là chế độ sáng tạo. Đó, và okay. Và mini game chính thức bắt đầu. Mọi người gọi là mini game này tưởng đơn giản mà khó, mà tưởng khó mà đơn giản. Ui, không được, không được. Không được, không được, cái này. Đấy bắt là thôi thôi. Mình đợi gọi là thanh niên lấy đồ là mình toang đấy. Ây, không chết à? Rồi. No. Dưới nước không 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 đạt được. Yes sir. Nào. Miếng mút ở đâu? Miếng mút ở đâu? Nào, mọi người ơi, chúng ta cùng chết nào. Yes sir. Đây rồi. No. Yeah. Trời ơi, đơn giản quá mà. Thôi. Và lần này mình đi, chúng ta tiếp tục luôn đi. Nhưng mà ok. Ra chỗ khác thì ra chỗ khác. Tiếp nha, lần này sẽ khó hơn đấy, tại vì Zeno tiếp lần này Zeno sẽ chỉ có nửa team thôi. Được chưa? Rồi, bắt đầu ấy, bắt đầu. Ok, ấy. Bắt đầu. Sợ. Thanh niên này, không, thanh niên này giờ chỉ cần rơi một cái thôi là đi mình luôn. Ủa nhá, bây giờ phải làm thế nào để phải làm an toàn làm nhỉ? Bây giờ Đi block đã. Thôi. Thả. Chết. Ôi, chưa chết à? Rồi. Ôi, sao thế này, chưa chết nhỉ? Nửa team bằng chưa chết. Đây. Yeah. Ui, dễ quá mọi người ạ. Cái này mình dễ mình thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với xem nào. Bây giờ mình sẽ thử cho Thanh Nhân Vanh đổi ngược lại vị trí để xem là nó dễ khó nha mọi người. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với xem nào. Thanh Nhân Vanh này sẽ làm người chạy trốn. Ok, bắt đầu. Rồi, chưa được. 1, 2, 3, bắt đầu. Ok. Rồi xong. Mình sẽ từ mình sẽ nhốt ký ta, sau đó mình sẽ dùng những biện pháp khác sau. Đấy, thanh niên này bây giờ là có kiếm nhé mọi người. Đó, không có kiếm thì gọi là no hope quá. Nếu mà không có kiếm thì thanh niên gọi là chết cứng cựa luôn đấy. Nếu mà không có kiếm nhé mọi người. Mình đặt không kịp luôn nè. Mình phải lấy đồ. Lần này đi. Đâu rồi? Khối đâu? Đây rồi. Vừa đấy Thanh Nhân Vanh cũng lấy hả? Chạy với chúng tôi. Chạy với chúng tôi à? Chạy với chúng tôi ấy đâu rồi? biết một cách rồi. Ê, con chó. Con chó. Thua vì con chó mới sợ chứ. Ui, này dễ quá nhờ. Trời ơi. Ok các bạn ơi, đây chúng ta đã tìm đến một địa điểm mới. Và mình nghĩ là chúng ta sẽ chơi mỗi người 5 game nhá. Và Thanh Niên Vanh đã mất 1 game rồi. Ui, và chúng ta, và mình còn là đã thắng 1 game chứ. Đã thắng 1 game, nhầm. Rồi. Nào, Thanh Niên hô bắt đầu đi. Bắt đầu. Thanh Niên kia đâu rồi nhở? Không thấy đuổi theo mình. Đây rồi. Ê, con này bắn đây đi. Nè, chăn. Bắn. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Còn này. Rồi. Mình tưởng Thanh Niên tự sát bằng cách nhảy cơ. Hóa ra. Đâu rồi, hình như đâu rồi. Rồi, tiếp bên đây thì nhìn thắng 2 game luôn rồi. Và mình thắng 2 game rồi. Bắt đầu.
À, rồi. Phải thế chứ, phải thế chứ. Chạy đến đây là rơi là chết rồi. Ơi, rơi chậm. Ôi, mình phải thế chứ mọi người. Rơi chậm, mất máu đúng không? Không mất máu. Không mất máu, mất thế nào? Đây rồi. Ui. À, sao mình lại đập nhỡ tay vậy? Ba game ạ, ba game dễ vậy. Trời ơi. Thành nhân Zeno đánh mình luôn ạ. Nhớ. Rồi, ok, đến đây. Vui quá. Ừ, cái này công nhận vui thật. Cái này không chắc không cần tính ai thắng đâu. Để vui thôi. Ok, đó. Hồi đi. Ờ, 1, 2, bắt đầu. Ờ. Rơi chậm rồi. Kháng cự luôn này. Ui, kháng cự nữa thì thôi. Nhảy. Thở dưới nước. Ui, nhưng mà rơi chậm thì làm sao mà ấy được. Hồi máu. Có con chó sói nào gần đây không? Help me. Tôi sẽ cho ông ấy bali. Cái gì được ta? Help me, bali. Thuốc gì đây? Có thuốc ít thuốc, gì? Ít thuốc thôi thanh niên. Lắm thuốc thế trai. Ấy có con chó ở đằng kia đúng không? Ấy. Không phải. Chó ơi, chó ở đâu? Cứu anh với. Rồi, bây giờ có anh Golem thì tốt biết mấy. À. Thanh niên xuống nước mà. Xuống nước mà bơi. Nó phải thế chứ. Bơi đặt cái ấy. không vào gần nữa đâu. Nhớ tự nhiên ném chết anh nhìn à. Mình toàn. Ui, cái này phải cho 3 phút rồi ý. Nhớ. Từ bà đây. Ai không có chó sói, không có gì. Chậm rãi này, rơi chậm này. Rồi luôn. Đó, mình không thèm nhốt anh nhìn nữa nhá. Nhưng mà lâu hút vậy. Đâu, mình sẽ xem có thuốc gì đâu. Đây rồi. Vị cứu tinh đây rồi. Ôi, đập đi. À, đâu. Đâu rơi chậm à? Đừng có theo đánh vào trúng người banh nha. À ha. Đánh trúng người banh đi. À, không chết. Không chết. Người chưa được đánh trúng. Ui. À. Trời ơi, mình để thế mà vẫn chết à. Trời ơi. Anh được mấy game rồi? 4 game rồi đúng không? Mình đúng phải đến rồi. Ngay. Ê, thanh niên chơi dùng lạnh kìa. Phải chơi được dịch chuyển như... Chết rồi, thở dưới nước. À, mình dùng khối. Chị thấy chưa? Không được hết đâu. Ừ. Ê, vẫn hết. Nào. Win đi. Ở đây win hộ cái coi. Có thật là luôn. Ui. Đúng rồi. Ra vùng đầm lại. Cho đầm thuốc lại. Thuốc. Đây rồi. Rồi bơi. Này, đấy, bơi đi. Bơi đi. Yes sir. Nếu mà cho được chế độ bình thường hoặc khó thì dễ. Kháng lửa. Hồi máu. Ê, may quá. Trời ơi, may quá. Mình vừa đấy mình loạn hết lên. Không biết là cái lọ nào mấy lọ nào ảnh nhìn giống nhau quá. Né em. Vừa đi chậm vừa các thứ. Ở đây. Ê, con nhện. Cứu. Dạ, đúng rồi. Hồi máu, kháng cự. Đáng nhẽ mình phải lấy coi cái kiếm ra nữa. Rồi ôi. Uầy, 4-5 game đều thắng à. Ok. Rồi, mini game chính thức bắt đầu. Yes sir. Mình sẽ đi nhanh một xíu. Ai ạ, rơi chậm à? Thanh niên cũng gọi là cho mình rơi chậm. Thì lại xuống nước. Trời ơi. Thở dưới nước luôn ạ. Đập vào chúng mình rồi cơ à? Con ong đâu? Ông đâu? Đây. cảm ơn con ong rất nhiều. Trời ơi, ok.
Rồi, và đây là game thứ tư của mình nhá mọi người. Mặc dù nhìn cái thanh máu nó còn nửa máu như thế kia thôi, nhưng mà thực chất là nó một máu ấy, nó bị lỗi hình ảnh một xíu. Ok, bắt đầu. Bắt đầu ạ. Ê, lại rơi chậm à? Lại thở dưới nước à? Ê, đi chậm à? Thắng lửa à? Ê, chết rồi. Dưới này đập block khó rồi. Ê, không được. Thôi đi thôi. Ê, đi chậm. Ê. Đi. Đừng có con chó nào ở đây nha. Tôi đang tìm chó sói. Ừ, mình phải lấy. Ui, what the. Ê, thế này để cho thanh niên đi nhanh quá. Được. Ê, chậm cơ đấy. Ây à. Chậm cơ đấy. Ây à. Ây à. Ây à. Mọi người biết tôi đang tìm kiếm cái gì không mọi người? Ở đâu rồi thanh niên, đâu rồi? Ê, con golem. Con golem. Đấm đi. Ây à. Đây anh ơi, đánh đi. Yeah. Golem chém đúng một cái chết à. Yes sir. Yeah, win luôn rồi. Hay quá. Ok các bạn ơi, và đây là game cuối cùng của mình. Để xem lần này mình có hoàn thành được thử thách đi chầu Diêm Vương nha mọi người. Ok, game bắt đầu. Ây à. À, rơi chậm à. À, nhảy. Ê, đâu. No. Ê. No. Không chết à? Sao bị chui ra ngoài thế này? Mình tưởng mình chết mà. What? Cái này bị lỗi à? Chết cái gì? Không chết với chúng tôi được đâu. Ui, nhiều sức. Nhiều thế. Nhiều thế. Đập đi. Yeah. Chạm nhẹ một cái chết queo luôn à. Ok các bạn ơi, lần này thì chúng ta đều hoàn thành thử thách. Và người bảo vệ không chiến thắng được game nào nha mọi người. Cái này dễ quá. Nếu mà bạn yêu thích clip này và muốn mình ra thêm nhiều thử thách tìm cái chết nữa thì các bạn hãy like thật nhiều cho mình nha. Và các bạn hãy comment ý kiến đóng góp làm nào để mini game này nó sẽ hay, trở nên hay hơn nha. Chứ như này mình cảm thấy là nó hơi dễ một tí. Bạn nào hãy đóng góp ý kiến để cho nó khó hơn một tí, chơi nó sẽ hay hơn nha mọi người. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.